Video này phải xem đến cuối cùng nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thử đặt vào một cái tình huống như thế này. Bây giờ chúng ta hết tiền ăn, không biết vay đâu bây giờ, và muốn giám đốc ứng cho mình vài lá. Vậy thì phải nói như thế nào? Bây giờ thầy sẽ đố mọi người chưa nhá. Thứ nhất, tiền lương là gì? Đúng rồi, cue điều. Đúng không? Ứng trước đúng không? Bây giờ chúng ta muốn đang học từ ứng trước đúng không? Vậy thì từ trước là gì nhỉ? Đúng rồi, từ mai. Vay là gì? Không biết từ ứng nhưng mà biết từ vay đúng không? Cà đi đự đúng không? Vậy thì chữ ứng trước nó là ghép của từ mai và cà đi đự. Và ghép vào sẽ được chữ mai gà đi sư đự. Mai gà đi sư đự. Đấy là từ ứng trước. Vậy thì các bạn thử vay tiền giám đốc đấy thế nào? Vay đi. Rồi, không biết vay đúng không? Bây giờ thầy sẽ dạy hai cách nói. 給料を前借りしたいんですけど. Được chưa? Đấy là câu nói đầu tiên. 前借りしたいんですけど. Hay là ですが được. Hoặc là một cách nói lịch sự hơn một chút. 給料を前借りさせていただけませんか? Một cái. 給料を前借りさせていただけませんか? Hoặc là chúng ta muốn nói rõ ràng vay bao nhiêu thì chúng ta bỏ từ 給料 đi, chúng ta thay tiền man vào đấy. Ví dụ cho em vay 2 lá, đúng không? 2 lá. Hai lão mai gà đi sa sete itadakimasen ka. Ok, bye bye. Nhớ like và chia sẻ video này nhá.